Hello mọi người, hôm nay em sẽ làm cái món muối chấm thần thánh mà em hay ăn nè. Còn chấm với cái món gì thì mọi người hãy đón xem nha. Mọi người đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube và ủng hộ em nha. Yêu mọi người nhiều lắm. Đầu tiên là mình sẽ đâm ớt cho nhuyễn nha. Tiếp tiếp là muối. Ớt này thì rất là cay luôn á. Bỏ thêm muối nhuyễn vào nữa nha mọi người. Và cuối cùng thì mình sẽ bỏ sa tế vào. Sau đây mình sẽ trộn đều. Trời ơi, nồng mùi ớt luôn á mọi người. Chắc là sẽ rất cay luôn á. Hôm nay mình sẽ ăn cóc nha. Cóc tươi dễ sợ luôn nè. Em order chung với me luôn á. Mà mọi người nhìn nè, cóc nó tươi không? Quá trời tươi luôn. Cái này á là ship một đêm á, từ bên tiểu bang khác qua tiểu bang em á. Bây giờ sẽ ăn cho mọi người xem nha. Này là cóc hái luôn á. Chấm muối, muối nãy em làm nè. Ăn là ghiền. Vừa thích ăn chua, thích ăn cay. Cóc này á, không bị giống như là quá chua, nó rất ngon, rất ngọt ngọt, chua chua, mà cái hộp nó rất là nhỏ luôn. Người xưa nhà ông cố em trồng cóc á, toàn là trên dưới hái cóc ăn miễn phí. Hồi giờ qua Mỹ á, mua một thau cóc là 3 đồng. Mà từ tiểu bang khác qua nó tính thêm tiền shipping. Một pound là bằng 450 gram ở Việt Nam á. Mà tính ra 3 đồng nhân 2 là 60 ngàn, chưa tới nửa ký ở Việt Nam. Đấy thì tính thêm tiền ship nữa thì cũng rất là nhiều. Mà nếu như chỗ anh em nó mang về bán á, nó bán tới 6 đồng, có nghĩa là 120 ngàn. Cay cay. Mặn mặn chua chua. Ngon kinh khủng luôn á. Mọi người nhìn cái hộp cái bé lớn rồi. Hộp rất là nhỏ luôn. Tại này là cấp 2. Thấy nó tươi mọi người. Muối này là muối Tây Ninh, muối tôm với muối nhuyễn trộn đều. Ăn ngày mới thấm. Đúng là mua táo này không uổng tiền luôn á. Đúng giòn. Táo này ăn chứ ai cũng mê. Không hiểu sao mà em ăn đồ chua hoài không chán. Chắc cho là có hũ muối thần thánh của em.
em ăn gần hết hũ muối rồi. Giờ nhà em ở Việt Nam đang cần phải gửi qua thêm cho em. Nhớ ngày xưa đi học á, mang trái cây vô lớp ăn dụng. Trời ơi, bị cô phát hiện là gọi ba gọi mẹ vô. Từ đó hết dám ăn dụng trong giờ học. Ngày xưa ăn dụng mà ăn xồi sắm chấm chấm mắm đường. Mọi người tưởng tượng đi, cái mùi nước mắm nó thơm nó bay lên tới chỗ bà cô ngồi. Bà cô kiểu rồi, thấy là biết tụi nó ăn dụng mà. Nhiều lúc cũng tha nhưng mà nhiều lúc ăn nhiều quá bị bắt. Ăn dụng mà chuyện lắm, chuyện cái chén mắm đi hết rồi tới đầu kia. Bị chửi quá trời luôn. Giòn á, ngon. Đúng mình bỏ tiền ra mua cốc này ăn đáng đồng tiền thiệt. Giờ này rồi nửa đêm rồi ăn ăn cái này chắc sẽ bị Tào Tháo dí. Thôi không ăn nữa đâu, nó mà vẫn ăn không tin được mình luôn. Chấm muối luôn, hết sảy. Tạm biệt mọi người nha. Hôm nay mình ăn tới đây thôi.